con đường thôn quê dài gần 3 cây số, với điểm nhấn độc đáo là 3.000 cây cao kiểng to bằng cả người ôm, tán lá tỏa ra che mát cả tuyến đường. Hai hàng cao do người dân tự chăm sóc giữ gìn nên qua thời gian cao phát triển tốt tươi. Nơi đây được bình chọn là tuyến đường nông thôn đẹp nhất tỉnh Hậu Giang, khiến bà con địa phương càng thêm tự hào. Trên đường đi thì thấy nó mát mẻ, dân ở đây người ta cũng chịu, tôi thấy người ta cũng đi qua lại hoài, người ta cũng quay phim chụp hình đâu, thấy nó đẹp. Tôi đi nhiều nơi rồi, không có nơi nào có hàng cây đẹp như vậy. Rất tự hào cho người dân ở đây. Hàng cao kiểng tươi xanh đầy sức sống từ lâu đã thu hút nhiều người dân trong và ngoài địa phương đến tham quan chiêm ngưỡng. Đặc biệt, giới trẻ thường xuyên lui tới nơi đây check-in giữa không gian xanh mát, mang nét đẹp đặc trưng vùng nông thôn miền Tây. Tất cả những thứ là từ những cái khung cảnh hàng cao và con đường làng, đặc biệt là con sông bên cạnh, thì nó hòa hợp với nhau thì sẽ được những bộ ảnh đẹp. Tôi đến đây chụp hàng cao kiểng là đậm chất miền quê. Với về nông thôn nó sẽ không khí nó sẽ mát mẻ hơn, có thể chụp ra những góc sáng tạo hơn. Vẻ đẹp quyến rũ của khung cảnh thiên nhiên nơi này chắc hẳn để lại ấn tượng khó phai cho những ai từng ghé thăm. Đó có thể là cảm giác bình yên trong trẻo khi dạo bước trên con đường thôn quê rợp bóng cao. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến du khách dương dấn mãi về vùng đất này.